tam quy ngũ giới cho đạo tràng chúng con. Con cũng kính cảm ơn tất cả quý vị có mặt trong đạo tràng cùng con lễ bái Tam Bảo và tọa trì quý giới. Và phước báo nào có được ngày hôm nay con cũng xin chia đến đạo tràng pháp hội. Cầu mong quý vị quan hệ thọ dụng đồng đều nhau cả thải. Và bây giờ thời gian cũng vừa phải lẽ, con kính dâng mít trở lại cho ngài để ngài dạy bài học hôm nay ạ. Nam mô Bụt Thầy Dạ, Nam mô Tham Mai Dạ, Nam mô Sang Khai Dạ. Trước tiên kính lễ Di Tôn Tiền Đức Tăng trong những nước Nam mà chúng tôi không được rõ. Kính chào quý ni sư, quý cô tu nữ. Kính chào Sik Mita, Sik Lương Mộng, Sik Nhục Quỳnh, Sik Hồng Nhật, Sik Tâm Hạnh, Sik Trang Thư, Sik Hạnh Kiểm, Sik Tâm Phương, Sik Thị Lâm, Sik Kim, Quỳnh Giang Nhật Hà, đạo hữu thấy là thương, đạo hữu Karuna, Sik Thiện Vũ, Sik Niệm Từ, Sik Vô Biển, Sik Nguyên Tịnh, Sik Duyên, đạo hữu Tàm Quý, Sik Hà, Sik Vina. Quý vị hôm nay có được an vui không ạ? Hôm nay chúng ta sinh hoạt trong câu Phật ngôn 378. Trước khi bước vào đề tài này, xin phép được tán dương ân đức Tam Bảo Ratanataya Sawanda Mi Buddho Mahesi Arahang Tathagato Lo Kutamo Sapagaru Ichet Thako Lo Kassasathai Chanadam Mako Vido Wanda Mahantang Narapu Trên này giác cần Như Lai giác ngộ pháp màu, ngài bậc trí thức không đâu sánh bằng, thoát ly phiền não cho chăng, tối thượng giáo chủ, trí năng vô lượng, tứ đế ngài đã tin tưởng, thông minh dạy bảo, dân lương thoát trần. Con xin đại lễ Phật ân, đáng cho thiên chúng nhân dân cúng dường. Tham mô bất đi bồ yết ta sa sa thu nô lô ca nam man tha sa vi na ca lô cô sa ban nhu bút tháp bất đi phù thi sanh nhã tô văn đà ma hình tầng na ra phù. Trên này gian cần pháp bảo với những ánh vàng như lai soi sáng vẹt màng vô minh phá tan lầm lạc dũng sinh đầy những Phật tổ quang minh rõ ràng. Con xin đại lễ pháp quang đáng cho công chúng nhân gian cúng dường. Sân khô với số thô chú gá ta sát xà quá cô xích khà số ta mô quá ra thầm bá xích khá cô niềm đà bằng xà đi án à đá rô quá rô hoành đà má hành tầng đá ra phù. Trên này giác cần tăng bảo thinh văn Phật đà tâm học môn rõ để mà thoát thân. Các ngài thanh tịnh ly trần xa lìa thể pháp phàm nhân ai bị. Con xin đảnh lễ tăng hy đáng cho công chúng nhớ ghi cúng dường. Ratanataya te che nasikha me e tu wa thanang ta sa bi a nu pa we nasaha sa ye nasichatu. Cầu xin Tam Bảo uy linh cho con tấm hóa thông minh học hành, mong nhờ Đức Phật ghi danh hộ cho con học đắc thành quả cao. Nam mô Bụt Thầy Dạ. Phần tán dương ân đức Tam Bảo đã xong. Bây giờ chúng ta bước vào bài học ngày hôm nay. Câu Phật ngôn 378. Alo, quý vị nhìn lên trên màn hình ha. Chúng tôi xin đọc trước ha. Sanh tác ca vô sanh ta hoa chô. Sanh tác ca vô sanh ta hoa chô. Sanh tác ca vô sanh ta hoa chô. Câu thứ hai. Sanh ta hoa su sa ma hi tô. Sanh ta hoa su sa ma hi tô. Sanh ta hoa su sa ma hi tô.
Bây giờ chúng ta ôn lại hai câu này ha. Sanh ta ca vô sanh ta hoa cho sanh ta hoa su sắp ma hi tô. Sanh ta ca vô sanh ta hoa cho sanh ta hoa su sắp ma hi tô. Sanh ta ca vô sanh ta hoa cho sanh ta hoa su sắp ma hi tô. Bây giờ chúng ta qua câu 3, câu 4. Quan ta lô ca mi sô phích khu. Quan ta lô ca mi sô phích khu. Quan ta lô ca mi sô phích khu. Và câu số 4. Uvasanto tivocchati. Uvasanto tivocchati. Uvasanto tivocchati. Rồi, chúng ta ôn câu 3 và câu 4. Vantaloka miso phikkhu uvasanto tivocchati. Vantaloka miso phikkhu uvasanto tivocchati. Chati quan ta lo ca mi so phi khu uva san to ti vô chati. Bây giờ chúng ta đọc theo giọng kinh. San ta ca yo san ta wa cho san ta wa su sam ma hi to quan ta lo ca mi so phi khu uva san to ti vô chati. San ta ca yo san ta wa cho san ta wa su sam ma hi to wan ta lo ca mi so phích khu ba san to ti vô cha ti. Đọc lại lần thứ 3. San ta ca yo san ta wa cho san ta wa su sam ma hi to wan ta lo ca mi so phích khu ba san to ti vô cha ti. Đó là cách đọc thứ nhất. Cách đọc thứ hai theo giọng kinh. San ta ca yo san ta wa cho san ta wa su sắc ma hi tô. Quan ta lô ca mi so phích khu ba san tô ti vô cha ti. San ta ca yo san ta wa cho san ta wa su sắc ma hi tô. Quan ta lô ca mi so phích khu ba san tô ti vô cha ti. Phần thứ ba. San ta ca yo san ta wa cho san ta wa su sắc ma hi tô. Quan ta lô ca mi so phích khu ba san tô ti vô cha ti. Như vậy quý vị thấy trong giọng kinh chúng ta có hai cách đọc ha. Cách đọc thứ nhất đọc liền một hơi. Cách đọc thứ hai chúng ta dừng cuối câu số 2, bởi vì cuối câu này nó trường âm mà chúng ta đọc theo cái kiểu mà dừng lại cuối câu số 2 thì chúng ta cảm thấy hơi sức của chúng ta còn sung mãn. Nếu mà chúng ta đọc liền một hơi thì dễ bị coi như ngọt, là dễ bị coi như hụt hơi. Như vậy thì với hai cách đọc theo dụng kinh chúng ta nên áp dụng theo cái cách đọc một lần hai câu ha. Chúng ta đọc một lần hai câu, chúng ta dừng lại cuối câu số 2, chúng ta cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Đó là giọng kinh ha. Còn bây giờ giọng kệ thì một câu 8 từ, chúng ta chia làm 2, 4, 4. Và chúng ta cũng đọc giống như giọng kinh, có nghĩa là đọc một lần hai câu ha. Đọc một lần hai câu thì nó bổ sung ý nghĩa với nhau. Khi đọc hai câu như vậy thì lên và xuống cái âm điệu nó sẽ hòa quyện. Còn nếu đọc từng câu một thì rất là khó để cho chúng ta tự
kiểm nghiệm lại cái âm thanh của mình và thấy rằng ví dụ thân tịnh, lời an tịnh, an tịnh khéo thiền định, à thì như vậy câu một câu hai theo ý nghĩa tiếng Việt thì ở đây cái vấn đề thiền tịnh là quan trọng. Bởi vì trong cái thiền tịnh nó là do thân, do khẩu, rồi do cái tâm của mình nữa. Vậy thì bây giờ qua giọng kể quý vị cũng đã biết rồi, nhưng mà chúng tôi xin nhắc lại, nên đọc một lần hai câu. Santakayo santawacho santawasu samahito vantaloka mi sopinko obasanto tivun chanti santakayo santawacho santawasu samahito vantaloka mi sopinko obasanto tivun chanti santakayo santawacho santawasu samahito vantaloka mi sopinko obasanto tivun chanti thân tịnh, lời an tịnh, an tịnh khéo thiền định, thì theo bỏ thế vật xứng danh bậc tịch tịnh. Rồi xin mời cái bàn tay duy nhất, bàn tay liều lĩnh, xin mời. Con xin kính chào sư Chí Đức, các cô tư nữ và quý vị Phật tử. Trước hết con xin cảm ơn sư đã bỏ công sức khỏe của sư nữa tập cho chúng con tập dạy chúng con đọc cái bài kinh Pháp Cú câu 378 này ạ. Con là vua liều lĩnh, vua liều mạng mà sư không biết sư có biệt danh rồi đó sư. Cần Thiện Vũ Giang Nhật Hà, Giang Nhật Hà, Giang Nhật Hà, có hai người hả, có hai người nghe rõ thôi hả, trời ơi là trời. Âm đường truyền hôm nay sư tệ quá vậy. Nhưng mà hai người cũng được rồi phải không sư? Một người thì ít, hai người chắc nghe đủ rồi đó. Dạ con xin trả bài kinh Pháp Cú câu 378. Có thêm niệm từ và lắc lên lờ nữa. 2017. Cảm ơn nha, bốn người là quá nghe rõ đây ha. Giờ đọc lại nha. Ui tịnh tâm nữa. Sa thú, cảm ơn nha. Thôi để trả bài đi. Trả bài cho xong để hồi sư có thì giờ sư nói tích sự nữa. Nói cà kê dê nhõng. Cà kê dê ngỗng ba qua chích chè, nói con gà cũng dịch gì đó sư la nữa. Dạ con xin trả bài ạ. Trả bài Pháp Cú câu 378. Sang ta kha yo sang ta wa cho sang ta wa su samma hi to wang ta lo kha mi so pikku upa sang to ti vuk cha ti sang ta kha yo sang ta wa cho sang ta wa su samma hi to wang ta lo kha mi so pikku upa sang to ti vuk cha ti. Phân tích câu 1, câu 2. Sang trường âm nhắn, tá đoạn âm, kha yo hai trường âm thông thường, sang trường âm nhắn, tá đoạn âm, qua cô qua cho hai trường âm thông thường, qua cho hai trường âm thông thường. Câu số 2, sang trường âm nhắn, tá đoạn âm, qua trường âm thông thường, xú xá hai đoạn âm, ma trường âm thông thường, hí đoạn âm, tô trường âm thông thường. Đọc lại câu 1, câu 2. Sang tá kha vô, sang tá kha vô, sang tá hòa chô, sang tá hòa xú xá ma hí tô. Đọc câu 3, câu 4 và phân tích. Quang ta lô kha mi so phích khu ô pa sang tô ti vúc cha ti. Quang trường âm nhắn, đá đoạn âm, lô kha hai trường âm thông thường, mi đoạn âm, so trường âm thông thường, phí trường âm nhắn, khú đoạn âm, ú phá hai đoạn âm, sang trường âm nhắn, tô trường âm thông thường, tí đoạn âm,
vút chừng âm nhắn chá tí hai đoạn âm. Đọc lại câu 3, câu 4. Quăng tá lô kha mi sô phít khu ú phá sang tô tí vút chá tí. Đọc lại nguyên bài. Sang tá kha yô sang tá hoa chô sang tá hoa su sa ma hi tô quăng tá lô kha mi sô phít khu ú phá sang tô tí vút chá tí. Sang ta kha yo sang ta wa cho sang ta wa su sa ma hi to wan ta lo kha mi so kit ku pa sang to ti vuk cha ti ka ge ya sang ta kha yo sang ta wa cho sang ta wa su sa ma hi to wan ta lo kha mi so kit ku pa sang to ti vuk cha ti sang ta kha yo sang ta wa cho sang ta wa su sa ma hi to wan ta lo kha mi so pi ko om pa sang to ti vuk cha te thân tịnh lời an tịnh khéo thiền định tỳ kheo bỏ thế vật xứng danh bậc tịnh tịnh xứng danh bậc tịch tịnh. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Trời ơi, sao bữa nay ba cái bông hoa hướng dương vàng khè của Phật Pháp hôm nay sao mà nó beautiful, nó đẹp vô cùng vậy ta. Con cảm ơn sư nghe sư. Chắc con không có chuyện gì đó hỏi sư. Con cảm ơn sư nữa. Và cảm ơn Hà Tịnh Tâm Giang Nhật Hạ vậy đó, cho bông hoa nhóc nhen á. Cảm ơn nha, chúc quý vị vui vẻ nha. Mời quý vị khác kế tiếp nha. Nam mô Bụt Thầy, dạ nam mô Tham Ma, dạ nam mô Sang Thầy, dạ và con kính đảnh lễ ngài chư Đức, con kính đảnh lễ chư Tôn Đức Tăng Ni và con kính trai đạo tràng và con xin trả bài. Santa Kayo Santa Wa, dạ con xin xin nói. Santa Kayo Santa Wo Jo Santa Wa Susa Mahito. Santa Santa Kayo Santa Wa Wa Chô san ta hòa su sa ma hi tô. San là trường âm nhấn, tá là đoạn âm, ca vô hai trường âm thông thường. San trường âm nhấn, tá đoạn âm, qua cô qua chô hai trường âm thông thường. Câu 2, san trường âm nhấn, tá đoạn âm, qua trường âm thông thường. Su đoạn âm, su sa hai đoạn âm. Ma trường âm thông thường, hí đoạn âm, tô trường âm thông thường. San ta ca yo san ta hòa chô san ta hòa su sa ma hí tô. Câu 3, câu 4, 5. Wan ta lô ca mi so phít khu u ba san tô tí vút chá tí. Wan trường âm nhấn, tá đoạn âm, lô ca hai trường âm thông thường, mí đoạn âm, sô trường âm thông thường, phích trường âm nhấn, khú đoạn âm, khú ú, câu số 5, ú, bá hai đoạn âm, san trường âm nhấn, tô trường âm thông thường, tí đoạn âm, quốc trường âm nhấn, chá tí hai đoạn âm. Quan ta lô ca mi sô phích khú ú bá san tô tí quốc chá tí. Con xin đọc lại. San ta ca yo san ta wa cho san ta wa su sa ma hi to wan ta lo ka mi so phích khu u ba san to tri vút cha tí. San ta ca yo san ta wo cho san ta wa su sa ma hi to wan ta lo ka mi so phích khu u ba san to vút chá tí. Santa Cayo Santa Cha Cho Wa Cho Santa Wo Santa Wa Su Samahito Wanta Loka Mi So Phích Cu Upa Santo Ti Wup Cha Tí. Thân tịnh lời an tịnh khéo thiền tịnh, tỳ kheo bỏ thế vật sinh danh bậc tịnh tịnh. Ảnh dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con xin
Cha mới cho biết kế tiếp con có sai xin ngài chỉnh sửa. Dạ. Dạ, con xin kính đảnh lễ sư Trí Đức, con xin kính đảnh lễ quý cô tu nữ, con xin kính chào quý đạo hữu. Con xin đọc và phân tích cách đọc Cô Pháp Cú 378. Sanh ta ca yo sanh ta va cho sanh ta va su sa ma hi to vanh ta lo ca mi so phích khu u ba sanh to ti vut cha ti. Con xin phân tích câu 1, câu 2. Sanh trường âm nhấn, á bản âm, ca yo hai trường âm thông thường, sanh trường âm nhấn, á bản âm, va cho hai trường âm thông thường. Sanh trường âm nhấn, tá đoạn âm, ba trường âm thông thường, xú xá hai đoạn âm, ma trường âm thông thường, hí đoạn âm, tô trường âm thông thường. Con xin đọc lại câu 1, câu 2. Sanh ta ca yô, sanh ta và chô, sanh ta và xú xá ma hi tô. Con xin phân tích câu 3, câu 4. Vanh trường âm nhấn, tá bản âm, lô ca hai trường âm thông thường, mí bản âm, xô trường âm thông thường, kích trường âm nhấn, ú bản âm, ú bá hai bản âm, thanh trường âm nhấn, tô trường âm thông thường, tí bản âm, út trường âm nhấn, chá tí hai bản âm. Con xin đọc lại câu 3, câu 3, 4. Vành ta lô ca mi so phích khu u ba sanh tô ti vút cha ti. Con xin đọc lại nguyên câu pháp cú 378. Sanh ta ca yô, sanh ta và chô, sanh ta và su sa ma hi tô. Vành ta lô ca mi so phích khu u ba sanh tô ti vút cha ti. Sanh ta ca yo sanh ta va cho sanh ta va su sa ma hi to vanh ta lo ca mi so phích khu u pa sanh to ti bút cha ti. Thân tịnh lời an tịnh, an tịnh khéo thiền tịnh, tỳ kheo bỏ thế vật, xứng danh bậc tịnh. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Con có sai, con xin sư sửa cho con và con xin mời vị kế tiếp ạ. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Mai Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ, cảm ơn Thiện Vũ, cảm ơn Tịnh Tâm, cảm ơn Huỳnh Giang Nhật Hà. Dạ, có vị nào cầm mic gì không quý vị? Dạ, Nhật Quỳnh nghe em chạy tới, không biết có vị nào cầm, có giật mic của vị nào không? Nếu có, hay cho Nhật Quỳnh một tín hiệu, Nhật Quỳnh trả mic lại ạ. Dạ, cảm ơn Chích Tâm Phương. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Con thành kính đảnh lễ ngài Trí Đức cùng chư tôn đức hiện diện trong bầu tràng. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính chào quý anh chị em đạo hữu. Dạ, Tâm Hương trả bài chưa? Tâm Hương, Vinh Giang Nhật Hà trả bài chưa? Dạ, alo. Dạ, Hải trả bài, chị bà Hải có cầm mic không? Nhật Quỳnh xin nhường mic ạ.
Sankamaya, Nam Mô Sankaya. Con xin kính đảnh lễ chư Ngài Trí Đức cùng các bà, các cô, tôn nữ cùng ngạo tràng. Con xin đọc kệ 378. Con xin đọc hai câu đầu và sau đó hai câu sau. Sankayo Sankawa Chodo Stawa Susama Hito Vantaloka Miso Bhikkhu Apasantoti Vujati Sankamayko Sankawa Chodo Sang, sang là trường âm nhấn, tá là đoạn âm, kha là trường âm thông thường, yo là trường âm thông thường, sang là trường âm nhấn, tá là đoạn âm, wa là trường âm thông thường, cho là trường âm thông thường, santawa susama mahito sang là trường âm nhấn, tá là đoạn âm, qua là trường âm thông thường, xú xá là hai đoạn âm, ma hi tô, ma là trường âm thông thường, hí là đoạn âm, tô là trường âm. Vang ta lô ca mi sô bi khu, vang là trường âm nhấn, tá là đoạn âm, lô là trường âm, ca là đoạn âm, mí là đoạn âm, sô là trường âm, bhikkhu là phích là trường âm nhấn, khú là đoạn âm, upansa totu chati u là đoạn âm, pá là đoạn âm, sang là trường âm nhấn, tố tí là tố là trường âm thông thường, tí là đoạn âm, vu cha tí, vu là trường âm thông thường, chá là đoạn âm, tí là đoạn âm. Dạ con xin dạ con xin kể. Sang ta cây yo, sang ta hoa trầu, sang ta hoa su sa ma hi to. Vang ta lô ca mi so phi cu u pa sang to ti u cha ti. Kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Sư Trí Đức, muốn chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin trả lời câu pháp cú 378 ạ. Santakayo santawacho santawa susama hito wantalo kamiso fikku upasanto tihuchati. Santakayo santawacho santawa susama hito wantalo kamiso fikku upasanto tihuchati. Dạ con xin phân tích câu 1 và câu 2. Santakayo santawacho santawa susama hito. San là trường âm nhấn, tá là đoạn âm, ca vô hai trường âm thông thường. San trường âm nhấn, tá đoạn âm, qua cho hai trường âm thông thường. San trường âm nhấn, tá đoạn âm, qua trường âm thông thường. Xuống xá hai đoạn âm, ma trường âm thông thường, hí đoạn âm, tô trường âm thông thường. San tá ca vô, san tá hoa cho, san tá hoa xuất xá ma hí cồ. Dạ, câu 3 và câu 4. Quan ta lô ca mi so phích khu u pa san to ti vut cha ti. Quan là trường âm nhấn, tá là đoạn âm, lô ca hai trường âm thông thường, mí đoạn âm, so trường âm thông thường, phích trường âm nhấn, khu đoạn âm, u tá là hai đoạn âm, san là trường âm nhấn, tô là trường âm thông thường, tí đoạn âm, vut là trường âm nhấn, chá tí hai đoạn âm, bạn rút chá tí, rút là trường âm nhấn. Cảm ơn Giang Nhật Hà đã nhắc dùm. Quan ta lo ca ni so tít cú pa san to tí rút chá tí. Xin đọc lại câu 378. Santa ca yo, santa wa cho, santa wa su sa ma hi to.
quan ta lô ca mi so phích khu u pa sàm tô tí hút chá tí. Dạ. À, thân tịnh, lời an tịnh, an tịnh khéo thiền tịnh, trí kheo mỏ thế vật, xứng danh bậc tịch tịnh. Dạ, xin kể ạ. À. Santa Kayo, Santa Wacho, Santa Wasu, Samahiko, Wanta Loka, Misofiku, Upasanto, Divuchati. Santa Kayo, Santa Wacho, Santa Wasu, Samahiko, Wanta Loka, Misofiku, Upasanto, Divuchati. Dạ con đã trả lời xong, cảm ơn sư đã bắt bài. Dạ có gì sai xin sư vừa sửa giùm con. Cảm ơn Giang Nhật Hà đã sửa cái câu rút chấp tí. Cảm ơn các đạo tràng đã lắng nghe. Dạ con xin xuống mic xin nhường cho bạn kế tiếp. Cũng cảm ơn Tâm Hạnh. Alo, 123, 123. Quý vị nghe rõ ha? À, Siết Hải có nghe rõ không ạ? Siết Hải có nghe Siết Hồng Mai đọc và phân tích không ạ? Alo, Siết Hải. À, chúng tôi đưa tay là muốn nói với Siết Hải là có hai cái chỗ sai. À, nếu mà Siết Hải nghe Siết Hồng Mai đọc thì cũng nhận biết được cái điểm sai của mình. Và cái điểm sai của Siết Hải, Huynh Giang Nhật Hà đã chat lên chứ không phải là của Siết Hồng Mai ha. Alo, Siết Hải chú ý câu 3, câu 4 sai. Câu 3 một từ, câu 4 một từ. Siết Hải nhìn lên câu 3 nè. Alo, Siết Hải đã mất tiêu rồi. Quý vị quan hỷ khi mà muốn đọc quý vị cứ đưa tay lên rồi khi đó đạo tràng mới nhận biết rằng vị đó đưa tay lên để đọc. Còn Siết Hồng Mai không có đưa tay mà nhảy lên cầm mic luôn thì như vậy là sao Siết Hải nó không nói được làm sao? Hồi nãy phân tích đọc cũng hay lắm mà. Nhưng mà chỗ sai của Siết Hải chỗ này nè. Quanh ta lô ca mi so phích khu. À cái câu số 3 ha. Quanh ta lô ca mi so. Quanh ta lô ca mi so. Thì chữ ca, lô ca là hai trường âm thông thường. Nhưng mà Siết Hải nói rằng lô là trường âm thông thường, ca là đoạn âm. À nhớ chỗ này ha. Lô ca là hai trường âm thông thường. Nhưng mà chữ ca này Siết Hải là nói nó là đoạn âm. Rồi chữ thứ hai ha. Chữ bút cha ti. Bút là trường âm nhấn. Nhưng mà Siết Hải là nói bút là trường âm thông thường. Chính cái chỗ này Huynh Giang Nhật Hà mới chát lên Huynh Giang Nhật Hà mới chát lên cho nên Siết Hải nhớ rằng có hai chỗ sai mà chúng ta phải sửa. Quan ta lô ca mi so. Quan là trường âm nhấn, ta là đoạn âm, lô ca là hai trường âm thông thường, mi là đoạn âm, so là trường âm thông thường. Thì chữ lô ca, lô là trường âm thông thường, ca là trường âm thông thường chứ không phải là đoạn âm. Rồi bút cha tí, chữ cuối cùng bút là trường âm nhấn, nhưng mà chắc ai sẽ khải run cho nên nói rằng bút là trường âm thông thường. Rồi nhưng mà sẽ khải đó là một sự tiến bộ bởi vì có sai để sửa. Nếu mà Siết Hải mà đọc đúng hết á thì đạo tràng giật mình sợ không dám sửa. Đọc thư dụng pháp ha.
Sư Tịnh Tâm nè nói rằng Sư Thải đọc theo giọng Pháp ha. Rồi sa thú sa thú. Rồi bây giờ mời chiếc lá mùa xuân nè, hồi nãy Sư Tâm Phương đưa tay rồi bây giờ thấy sửa sai rồi cũng ngại không dám đọc nữa ha. Rồi xin mời chiếc lá mùa xuân. Dạ con xin đảnh lễ ngài Chí Đức, con xin kính chào đạo tràng. Con xin đọc câu Phật môn 378. Santaka yo santawa yo santawa susama hito wantalo kamiso fikku upasanto tiwuk chati Santaka yo santawa yo santawa susama hito. San là trường âm nhấn, tá là đoạn âm, ca vô là hai trường âm thông thường, san là trường âm nhấn, tá là đoạn âm, qua chô là hai trường âm thông thường, san là trường âm nhấn, tá là đoạn âm, qua trường âm thông thường, xú xá xú xá là hai đoạn âm, ma trường âm thông thường, hí đoạn âm, tô trường âm thông thường. Santaka yo santawa cho santawa susama hito wantalo kamiso fikku upasanto tiwukchati. Wan là trường âm nhấn, tá đoạn âm, lô trường âm thông thường, ca trường âm thông thường, mí đoạn âm, so trường âm thông thường, fik trường âm nhấn, khú ú bá là ba đoạn âm, san trường âm nhấn, tô trường âm thông thường, tí đoạn âm, quốc trường âm nhấn, chá tí là hai đoạn âm, quan ta lô ca mi so phích khú ú bá san tô tí quốc chá tí. Santaka yo santawa yo santawa susama hito wantalo kamiso fik wantalo kamiso fikku upasanto tivuk chati. Con xin đọc lại lần nữa. Santaka yo santawa yo santawa susama hito wantalo kamiso fikku upasanto tiwuk chati. Con xin kể. Santaka yo santaka yo santawa yo santawa susama hito Wantalo ka miso fiku ubasanto ti wukchati. Dạ con đã đọc xong, con xin xuống nước. Dạ nam mô Bụt Tha Giá, nam mô Tham Ma Giá, dạ nam mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ ngài Chí Đức. Dạ mến chào tất cả Phật tử. Dạ con xin đọc câu Pháp Cú số 378. Santako santaka yo santawa cho santawa susama hito wantalo kamiso bhikkhu upasanto tivucchati. Và chữ san á là trường âm thông thường, chữ tá là đoạn âm, chữ ca là trường âm thông thường, chữ vô là trường âm thông thường, chữ san là trường âm nhấn, chữ tá là đoạn âm, chữ qua là trường âm thông thường, chữ chô là trường âm thông thường. Dạ câu 2. Chữ san là trường âm nhấn, chữ tá là đoạn âm, chữ qua là trường âm thông thường, chữ xú là đoạn âm, chữ xá là đoạn âm, chữ ma là trường âm thông thường, chữ hí là đoạn âm,
Chữ tô là trường âm thông thường. Chữ quanh là trường âm thông thường, trường âm nhắn. Chữ tá là đoạn âm. Chữ lô là trường âm thông thường. Chữ ca là trường âm thông thường. Chữ mí. Chữ mí là đoạn âm. Chữ xô là trường âm thông thường. Chữ bích là trường âm nhắn. Chữ khú là đoạn âm. Chữ ú là đoạn âm. Chữ bá là đoạn âm. Chữ xăng là trường âm nhắn. Chữ tô là trường âm thông thường. Chữ tí là đoạn âm. Chữ vút là trường âm nhắn. Chữ chá là đoạn âm. Chữ tí là đoạn âm. Dạ. Con đã phân tích xong. Nếu có gì sai con kính ngài chữ giùm con. Vậy cho con xin đọc qua một lần nữa. San ta ca yo san ta wa cho san ta wa su sa ma hi to wan ta lo ka mi so pi ku u pa san to ti vut cha ti thân tịnh, lời tịnh, an tịnh, an tịnh khéo thiền, thiền tịnh, tỳ kheo bỏ thế vật, xứng danh bậc tịnh. Là đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Sằng ta ca vô, sằng ta qua chô, sằng ta qua su, sa ma hi tô, quanh ta lô ca, mi so biên cu, u pa sanh tô, tì vút cha tiên. San ta ca yo san ta qua chung san ta qua su sa ma hi to an ta lo ca mi so bin khu u pa san to vi pun cha ti thân tịnh lời tịnh an tịnh khéo thiền tịnh kiểu tỳ kheo bỏ thế vật xứng danh bậc tịnh tịch tịnh. Và con đã đọc xong câu pháp cú số 378 và con xin nhường biết lại cho vị kế tiếp ạ. Dạ. Alo, xin tịnh tâm, xin Tina chào chúc ha. Hôm nay xin tâm phương tiến bộ. Cá một câu mà sai có một từ ha. Cá một câu mà sai một từ, như vậy là tiến bộ rất là nhiều. Rồi câu đầu không thôi, nên là bước vô câu đầu tiên mà đã coi như có một cái vấn đề hơi lúng túng. Người ta nói đầu xuôi thì đuôi lọt ha, nhưng mà đầu bị trục trặc rồi. Sanh ta ca vô sanh ta qua chồ ha, thì hai chữ sanh này, chữ sanh đầu tiên thì nói rằng đó là đoạn âm, và chữ sanh thứ hai thì nói là trường âm nhấn. Vậy thì chúng ta tin tưởng ở chỗ nào ha? Sanh ta ca vô thì chữ sanh đầu tiên gọi là đoạn âm, mà sanh ta qua chô thì chữ sanh đó gọi là trường âm nhấn. Thì như vậy ở đây Sĩ Tâm Phương cả một cái câu Phật ngôn 378 đúng hết, nhưng mà chỉ sai cái chữ đầu tiên là chữ sanh, đó là trường âm nhấn, lại nói đó là đoạn âm ha, nó là đoạn âm. Như vậy thì Sĩ Tâm Phương hôm nay tiến bộ, nhưng mà cảm thấy rằng cả một cái bạn này tự tin nhưng mà lại coi thường cái chữ đầu tiên ha. Rồi Sĩ Tâm Phương cố gắng ha. Hôm nay phân tích vậy là chính xác, nhà chỉ sai có một từ ha. Nhưng mà những cái từ sau là đúng hoàn toàn ha. Sanh tá hòa chùa, sanh tá hòa ha, và những cái trường sanh tô tí nè ha. Những cái chữ sanh sau thì nó là trường âm nhấn rất là chính xác.
nhưng mà chữ đầu tiên thì cho là đoạn âm. À, rồi mời sư Tịnh Tâm ạ. À. Dạ mô Phật, con kính đảnh lễ ngài Chí Đức, con kính đảnh lễ quý chư tăng tôn đức tăng ni và con kính chào quý đạo hữu. À, sau đây con xin đọc bài kinh Pháp Cú 378. Sằng ta khà dồ, sằng ta hòa trồ, sằng ta hòa su sa mà hi tồ, sằng ta lồ khà mi sồ phít khú u bá sằng ti u bá sằng tồ ti vút cha ti. Sằng ta khà dồ, sằng ta khà dồ, sằng ta hòa trồ, sằng ta hòa su sa ma hi to wan ta lo ga mi so pi ku u pa san to ti wut cha ti san ta kha yo san ta wa cho san ta wa su sa ma hi to. Dạ con xin phân tích câu số 1 và câu số 2 ạ. Dạ san là trường âm nhấn, tá là đoạn âm, kha vô là hai trường âm thông thường, sanh sanh là trường âm nhấn, tá là đoạn âm, qua chô là hai trường âm thông thường, sanh là trường âm nhấn, tá là đoạn âm, qua là trường âm thông thường, xú là đoạn âm, xá là đoạn âm, ma là trường âm thông thường, hí là đoạn âm, tô là trường âm thông thường. Dạ con xin đọc lại ạ. À. Sằng ta khà dồ, sằng ta hòa trồ, sằng ta hòa su xá mà hí tồ. Sằng ta khà dồ, sằng ta hòa trồ, sằng ta hòa su xá mà hí tồ. Con xin đọc câu số 3 và câu số 4 phân tích luôn ạ. Quan ta lo ca mi so pit ku u pa san to ti vut cha ti. Quan ta lo ca mi so pit ku u pa san to ti vut cha ti. Dạ con phân tích ạ. Quan là trường âm nhấn, tá là đoạn âm, lô là trường âm thông thường, kha là trường âm thông thường, mí là đoạn âm, sô là trường âm thông thường, phích là trường âm nhấn, khú là đoạn âm, ú là đoạn âm, bá là đoạn âm, sanh là trường âm nhấn, tô là trường âm thông thường, tí là đoạn âm, vút là trường âm nhấn, chá, tí là hai đoạn âm. Dạ con xin đọc hết nguyên câu ạ. Sành ta khà dồ, sành ta hòa trồ, sành ta hòa su xá mà hí tồ. Quành ta lồ cà mi sồ phít cú ú ba sành tồ ti vút cha tí. Sành ta khà dồ, sành ta hòa trồ, sành ta hòa su xá mà hí tồ. Quành ta là quan ta lo ca mi so phit cu u ba san to ti vut cha ti. Thân tịnh lời an tịnh khéo thiền định, thiền tịnh tỷ keo bỏ thế vật, xứng danh bậc tịch tịnh. Dạ bản dịch cho hòa thượng Thích Minh Châu ạ. À. Dạ sau đây con cũng xin kệ. Ta kha yo san ta wa cho san ta wa su sa ma hi to wan ta lo ka mi sa pin ku o pa san to tin wut cha te. Dạ con xin hết và con xin ngài chỉnh sửa cho con và quý đạo hữu chỉnh sửa giúp giùm con ạ. À. Dạ con xin xuống mít. Dạ mô Phật.
Dạ thưa con, kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ ngài và quý cô tu nữ, con kính chào đạo tràng, con xin đọc bài 378. Santakayo santawacho santawasu samahito vantalokamiso bhikkhu upasanto ti ucchati santakayo santawacho santawasu samahito vantalokamiso bhikkhu upasanto ti ucchati. Con phân tích đoạn 1 và đoạn 2. Santakayo santawacho santawasu samahito. San trường âm nhẫn, tá đoạn âm ca trường âm thông thường, vô trường âm thông thường, san trường âm nhẫn, tá đoạn âm wa cho hai trường âm thông thường, san trường âm nhấn, tá đoạn âm qua trường âm thông thường, suốt xá là hai đoạn âm, ma trường âm thông thường, hí đoạn âm, tô trường âm thông thường. San ta ca yo san ta wa cho san ta wa su sa ma hi to. Dạ thưa, hai đoạn kế tiếp. Wan ta lo ca mi so phi khu u pa san to ti u cha ti. Wan trường âm nhẫn, tá đoạn âm, lô ca hai trường âm thông thường, miếng đoạn âm, xô trường âm thông thường, thiết trường âm nhấn, khú đoạn âm, ú phá hai đoạn âm, xăng trường âm nhấn, tô trường âm thông thường, tí đoạn âm, út trường âm nhấn, chát đoạn âm, tí đoạn âm, quan tá lô ca mi so phi khú ú phá san tô ti út chát tí. Dạ thưa, con đọc lại hết. Santakayo santawacho santawasu samahito vantalokamiso bhikkhu upassanto ti ucchati. Thân tịnh lời an tịnh, an tịnh khéo thiền tịch, tỳ kheo bỏ thế vật, xứng danh vật tịnh tịch. Dạ thưa, con xin cảm ơn và có sai xin ngài và đạo tràng sửa giùm cho con. Dạ con cảm ơn, con xin mời vị kế tiếp. Con xin kính đảnh lễ sư Trí Đức, con kính đảnh lễ quý cô tu nữ, con xin kính tất cả các anh chị trong room. Con xin được đọc câu pháp cú 378. Santakayo santawacho santawasu samahito vantalokamiso bhikkhu upasanto ti ucchati. Santakayo santawacho santawasu samahito vantalokamiso bhikkhu khu upasanto ti ucchati. San là trường âm nhấn, tá là đoạn âm, ca vô là hai trường âm thông thường, san là trường âm nhấn, tá là đoạn âm, wa cho là hai trường âm thông thường, san là trường âm nhấn, tá là đoạn âm, wa là trường âm thông thường, su là đoạn âm, xá là đoạn âm, ma là trường âm thông thường, hí là đoạn âm, tô là trường âm thông thường, quan là trường âm nhấn, tá là đoạn âm, lô ca là hai trường âm thông thường, mí là đoạn âm, xô là trường âm thông thường, bít là trường âm nhấn, khú là đoạn âm, ú bá là hai đoạn âm, san là trường âm nhấn, tô là trường âm thông thường, tí là đoạn âm, vút là trường âm nhấn, chá tí là hai đoạn âm. Con xin đọc lại. Santakayo santawacho santawasu samahito vantalokamiso bhikkhu upasanto ti ucchati. Thân tịnh lời an tịnh,
an tịnh khéo thiền tịnh, tỷ kheo bỏ thế vật, xứng danh bậc tịch tịnh. Dạ, con đã đọc xong. Con xin cảm ơn quý anh chị đã cho biết tín hiệu. Con xin xuống mic. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Dạ, con xin đảnh lễ Sư Trí Đức. Quý sư, quý cô tu nữ, con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin đọc câu Pháp Cú 378 hôm nay ạ. Dạ. Santakha yo santawa cho santawa susama hito vantalo kamiso bhikkhu upasanto tiwut chati. Santaka yo santawa cho santawa susamahito vantalo kamiso bhikkhu upasanto tiwut chati. Dạ, con xin phân tích câu số 1 và câu số 2. San là trường âm nhấn, tá là đoạn âm, ka, yo là hai trường âm thông thường. San là trường âm nhấn, tá là đoạn âm, qua, cho là hai trường âm thông thường. San là trường âm nhấn, tá là đoạn âm, qua là trường âm thông thường. Xú, xá là hai đoạn âm, ma là trường âm thông thường. Hí là đoạn âm, tô là trường âm thông thường. Santaka yo santawa cho santawa susama hito. Dạ, câu số 3 và câu số 4. Vantalo ka miso bhikkhu upasanto tivut chati. Van là trường âm nhấn, ta là đoạn âm, lo ka là hai trường âm thông thường, mi là đoạn âm, so là trường âm thông thường, phích là trường âm nhấn, khu là đoạn âm, u ba là hai đoạn âm, san là trường âm nhấn, tô là trường âm thông thường, tí là đoạn âm, vút là trường âm nhấn, chá, tí là hai đoạn âm. Văn tá lô ca mi sô bích khu ba san tô tí vút chá tí. Dạ, con xin đọc lại ạ. San tá ca yô san tá hoa chô san tá hoa su sa ma hi tô. Văn tá lô ca mi sô bích khu ba san tô tí vút chá tí. Santaka yo santawa cho santawa susama hito vantalo ka miso bhikkhu upasanto tivut chati. Dạ, con xin kể. Santaka yo santawa cho santawa susama hito Vantaloka miso bhikkhu upasanto tivuccati. Santakayo santawacho santawasu samahito. Vantaloka miso bhikkhu upasanto tivuccati. Thân tịnh, lời an tịnh, khéo thiền tịnh, tỷ kheo, bỏ thế vật, xứng danh bậc tịch tịnh, là bản dịch Việt của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, có sai con nhờ sư cùng đạo tràng chỉnh sửa giùm cho con. Dạ, con xin mời cô Quang Thanh ạ. À. Dạ, con kính lễ lễ Ba Ngôi Tam Bảo, Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Và con kính lễ lễ Ngài Trí Đức và kính lễ lễ quý sư và trong đạo tràng và kính lễ lễ quý bà, quý cô tư nữ. Kính lễ lễ quý cô tư nữ Phước Hạnh và kính chào đạo tràng. Con xin trả bài câu Pháp Cú 378 và phân tích.
santa karo santa wa cho santa wa santa wa su sam mahito wanta loka mi so so phikkhu uba santo ti vuk cha ti santa karo santa wa cho santa wa su sam mahito Wanta loka miso phikkhu uba sat santo ti vuk cha ti. Con xin biết câu 1 và câu 2. Santa karo santa wacho santa wa susa mahito. San là trường âm nhấn, ta là trường âm, là đoạn âm, karo là hai trường âm thông thường, san là trường âm nhấn, tá là đoạn âm, wa cho là hai trường âm thông thường, san là trường âm nhấn, tá là đoạn âm, wa là trường âm thông thường, xú là đoạn âm, xá xú là hai đoạn âm, ma là trường âm thông thường, hí là đoạn âm, tô là trường âm thông thường. Câu số 2, câu số 3 và câu số 4. Wanta loka miso fikku ubasa ubasanto ti vukchati. Wan là trường âm nhấn, tá là đoạn âm, loka là hai trường âm thông thường, mí là đoạn âm, so là trường âm thông thường, là trường âm nhấn, khú là đoạn âm, ú bá là hai đoạn âm, san là trường âm nhấn, tô là trường âm thông thường, tí là đoạn âm, vúc là trường âm nhấn, chá là đoạn âm, tí chá tí là hai đoạn âm. Tôi xin đọc lại. Santa karo santa wa cho santa wa suma susa mahito wanta loka mi so fikhu uba santo ti vuk chati. Quá không nghe thấy. Không nghe thấy ạ? Không nghe thấy con đọc à? Con đọc lại. Con thấy cũng nghe được mà sao mọi người cứ kêu nhỏ ta. Nên này người con phải xem lại máy. Santa caro santa guacho santa guasu samahito wanta loka miso fiku ubas santo ti bukchati. Tôi xin cãi xem. Santa caro santa guacho santa gua su samahito wanta loka mi so fiku uba santo ti vuk cha ti. Santa karo santa wacho santa wasu san mahito wanta loka mi so fiku uba sanito santo ti vuk cha ti. Thân tịnh lời an tịnh khéo thiền tịnh, tỳ kheo bỏ thế vật xứng danh bậc tịnh tịch của Hòa Thượng Minh Châu. Con có đọc sai thì xin Ngài Trí Đức chỉ cho con. Để con xin xuống mức. Dạ, Sa Thủ cảm ơn Quang Thanh. Quang Thanh ơi, Quang Thanh có nghe, có nghe được âm thanh của Nhật Quỳnh không? Dạ, cảm ơn Quỳnh Giang Nhật Hà, Thiên Vũ và Hồng Mai cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu.
Dạ, Quang Thanh nghe, Quang Thanh coi lại cái máy Quang Thanh coi nha. Sao Nhật Quỳnh nghe nhỏ quá, Nhật Quỳnh cố gắng lắng tai nghe thì chỉ nghe hơi hơi vậy thôi à. Dạ, Quang Thanh coi lại cái máy coi, có thể đem lại cho mà Phú Quyển coi giùm coi nó bị cái gì. Mà, hoặc là cái như ngày hôm qua không biết có bị nào đó, nói là mở cái loa thấp xuống tới hồi vô rung thì không có nghe được Ngài Chí Đức nói gì hết, mà trong khi Ngài Chí Đức cầm mic thì rất là rõ. Dạ, nên là coi lại nha, cảm ơn nha. Chắc tại là lớn Ngài Tịnh Tâm. Dạ, Nam Mô Bích Hai. Dạ, Nhật Quỳnh chỉ nói để cho Quang Thanh chỉnh máy lại để đạo tràng nghe rõ ràng hơn, nếu mình có sai để Ngài hoặc trong đạo tràng chỉ dẫn mình sửa cho nó tốt hơn nghe Quang Thanh nha. Dạ, Nam Mô Bích Hai. Dạ, Nam Mô. Một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư tôn đức. Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Cô Phúc Hạnh ơi, cô có trả bài không? Cô cho Nhật Quỳnh xin một tín hiệu. Alo, cô Phúc Hạnh có trả bài không? Dạ, mời cô nghe. Nam mô Bố Thầy giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sam Kha giá, con thành kính đảnh lễ Ba La Tam Bảo, con đức Phật, con đức Pháp, con đức Tăng, con thành kính đảnh lễ Ngài Chí Đức, kính lễ quý bà quý cô tu nữ, kính chào đạo tràng. Con xin đọc phật chú 378. Sam tát ta vô sam tát hoa cô sam tát hoa su sa ma hi tô quan tát lô ca ni so phi khú u ba san tô ti bút cha ti sam tát ta vô sam tát hoa cô sam tát hoa su sa ma hi tô sam là trường âm nhấn, á là đoạn âm, ca vô là hai trường âm thông thường, sanh là trường âm nhấn, á là đoạn âm, và cô là trường âm thông thường, sanh là trường âm nhấn, á là đoạn âm, và là trường âm thông thường, xuống xá là đoạn âm, ma là trường âm thông thường. Hí là đoạn âm, tô là trường âm thông thường. Sam tát ca vô sam tát hoa cô sam tát hoa su sa ma hí tô. Câu 3 và câu 4 ạ. Văn tát lô ca mi so phít khú u ba san tô tí bút chá tí. Van là trường âm nhấn, tá là đoạn âm, lô ca là hai trường âm thông thường, mí là đoạn âm, so là trường âm thông thường, phích là đoạn âm, phích là trường âm nhấn, khú là đoạn âm, ú bá là hai đoạn âm, san là trường âm nhấn, tô là trường âm thông thường, tí là đoạn âm, vút là trường âm nhấn, giá tí là hai đoạn âm. Sam tát ca vô sam tát hoa cô sam tát hoa su sa ma hi tô quan tát lô ca mi so phi khú u ba san tô tí bút cha tí thân tịnh lời an tịnh khéo thiền tịnh tỳ kheo bỏ thể vật xứng danh vật thật tịnh. Con xin kệ. Sam tát ca vô sam tát hoa cô sam tát hoa su sa ma hi tô văn tát lô ca
Dạ con xin xuống bếp có sai chỗ nào xin nhờ người đạo tràng chỗ nào. Ủa cô tận tâm nghe đạo tràng nghe nó rõ không ạ? Đọc to lắm quá. Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ Sư Trí Đức, con kính lễ quý bà quý cô tu nữ, con kính lễ cô tu nữ Phúc Hạnh và con kính chào đạo tràng. Dạ, cảm ơn Sư Nhật Quỳnh, cảm ơn Giang Nhật Hà, cảm ơn Thiền Vũ và cảm ơn Tịnh Tâm đã cho em tôi biết âm thanh rõ. Dạ, cảm ơn cô Phúc Hạnh. Dạ, con xin đọc và phân tích câu Pháp Cú 378. Dạ. Santaka yo santawa cho santawa susama hito. Dạ, con đọc. Santaka yo santawa cho santawa susama hito. Wantalo kamiso fik. Khu Upasa Santo Ti Uchati Santaka Yo Santawa Cho Santawa Susama Hito Wantalo Kamiso Fik Khu Upasa Santo Ti Uchati Ti Uchati. Dạ con xin phân tích câu số 1 và câu số 2. Santaka yo santawa cho santawa susama hito. Dạ, san là trường âm nhấn, tá là đoạn âm, ca, yo là hai trường âm thông thường. San là trường âm nhấn, tá là đoạn âm, wa cho là hai trường âm thông thường. Câu số 2, san là trường âm nhấn, tá là đoạn âm, wa là trường âm thông thường. Sú xá là hai đoạn âm, ma là trường âm thông thường, hí là đoạn âm, tô là trường âm thông thường. Và câu số 3 và câu số 4. Wantalo kamiso fikku upasanto tiwuchati. Và wan là trường âm nhấn, tá là đoạn âm, lô ca là hai trường âm thông thường, mí là đoạn âm, sô là trường âm thông thường, phích là trường âm nhấn, khú là đoạn âm. Và câu số 4. Ú bá là hai đoạn âm, san là trường âm nhấn, tô là trường âm thông thường, tí là đoạn âm, cút là trường âm nhấn, chá tí là hai đoạn âm. Và con đầu xin đọc lại 4 câu. Santaka yo santawa cho santawa susama hito wantalo kamiso fik ku ubasanto tiwukchati. Santaka yo santawa cho santawa susama hito wantalo kamiso fik ku ubasanto tiwukchati. Dạ con xin kể câu Pháp Cú 378. Santaka yo santawa cho santawa su samahito wantalo kamiso finku upasanto tiwuchati. Santoka yo santawa cho santawa su samahito wantalo kamiso finku upasanto tiwuchati. Thân tịnh lời an tịnh khéo thiền tịnh, tỷ kheo bỏ thế vật, xứng danh bậc thực tịnh. Đó là bài chủ ngữ của Hòa Thượng Thích Minh Châu
Dạ, con đã phân tích và đọc xong. Con có sai, mong Ngài và Đạo Tràng sửa lại giùm con. Dạ, con rất là cảm ơn Đạo Tràng. Dạ, cảm ơn Sít Nhật Quỳnh đã post bài lên. Dạ, Nam Mô Bích Tha Giá. Dạ, giờ từ Vĩnh Nhân Mít lại cho Đạo Tràng. Xin mời chị Sít Nhật Quỳnh ạ. Nam Mô Bích Tha Giá. Dạ, sa thủ kính cảm ơn sức niệm từ. Dạ, cảm ơn thiền vụ cho Nhật Quỳnh biết được kính thấy. Cảm ơn tịnh tâm. Nam Mô Bích Tha Giá. Một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư Tôn Đức và Nhật Quỳnh kính chào Đạo Tràng. Dạ, con xin được trả bài. Còn vị nào chưa đưa tay thì cứ đưa tay lên nha. Dạ, Nhật Quỳnh nhường mít. Dạ. Sanh tất cả do sanh tất quả cho sanh tất quả xuất sanh ma hi tơ quan tận lỡ ca mi sơ việt cửu ba sanh tơ thì vượt chặt đi sanh tất cả do sanh tất quả cho sanh tất quả xuất sanh ma hi tơ quan tận lỡ ca mi sơ việt cửu ba sanh tơ thì vượt chặt đi sanh tất cả do sanh tất quả cho sanh tất quả xuất sanh ma hi tơ quan ta lo ca mi sơ phích cứu ba san tơ ti phút chát ti. Dạ, con xin phân tích câu 1 và câu 2. Sanh trường âm nhấn, tá đoạn âm ca vô, hai trường âm thông thường, sanh trường âm nhấn. Tá đoạn âm qua chô, hai trường âm thông thường. Sanh trường âm nhấn, tá đoạn âm qua trường âm thông thường, xú xá. Hai đoạn âm ma trường âm thông thường, hí đoạn âm tơ trường âm thông thường. Sanh tất cả giờ sanh tất qua chờ sanh tất qua xuất sát ma hi tô. Con xin phân tích câu 3 và câu 4. Quanh trường âm nhấn, tá đoạn âm lô ca, hai trường âm thông thường, mí đoạn âm, sơ trường âm thông thường, vích trường âm nhấn, khú đoạn âm, ú bá hai đoạn âm, sanh trường âm nhấn, tơ trường âm thông thường, tí đoạn âm, quýt trường âm nhấn, tắc chá tí hai đoạn âm. Quan tất lộ ca mi sơ việt cứu ba sanh tơ ti vượt chặt ti. Con xin ôm hết bài. Sanh tất cả giờ sanh tất quả chờ sanh tất quả xuất sát ma hi tơ quan tất lộ ca mi sơ việt cứu ba sanh tơ ti vượt chặt ti. Thân tịnh lời an tịnh, an tịnh khéo thiền tịnh. Tỷ kheo bỏ thế vật xứng danh bậc tịch tịnh. Và đây là bản chuyển ngữ của Ngài Hòa Thượng Minh Châu. Dạ, con xin được kệ ạ. Sành ta ca vô, sành ta qua chô, sành ta qua su, sa ma hi tô. Quanh ta lô ca, mi sô, phích khu, u ba sanh tô, tì vụt cha tì. Sành ta ca vô, sành ta qua chô, sành ta qua su, sa ma hi tô. Quanh ta lô ca, mi sô, phích khu, u ba sanh tô, tì vụt cha tì. Dạ, con đã đọc phân tích mà cũng kể xong. Con thành kính tri ân chư Tôn Đức Nhật Quỳnh kính cảm ơn Đạo Tràng. Dạ, con có sai chỗ nào Ngài và Đạo Tràng chỉ dạy cho con sửa ạ. Dạ, Nam Mô Bích Tha Giá. Dạ, con không thấy bàn tay của ai nữa, chắc con là người cuối cùng rồi. Con xin thay mặt Đạo Tràng cung thỉnh Ngài Trí Đức từ bi hoan hỷ đăng đàn để cho chúng con được học từ vựng và duyên sự cơ pháp quốc kinh số 378. Dạ, Ngài cho con một tín hiệu để con kính dâng mít đến Ngài. Dạ, con kính dâng mít đến Ngài ạ. Nam mô Bồ Tát Giá, Nam mô Tam Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Sa thú, quý vị rất là tuyệt vời. Ở đây, mặc dù cái giọng hơi nhỏ một tí, nhưng mà Sĩ Quang Thanh, alo, Sĩ Quang Thanh còn trong trong đạo tràng mà. Sĩ Quang Thanh mặc dù đã ra rồi, cái giọng hơi nhỏ,
Nhưng mà Sư Quang Thanh đó, phân tích rất là chuẩn. Sư Quang Thanh phân tích rất là rõ ràng. Giọng đọc thì không được ổn, nhưng mà phân tích rất là chính xác. Hôm nay những vị ở Bình Định đó, cái âm thanh hơi nhỏ ha. Cô tu nữ phục hạnh cũng vậy. Cái phần trường âm, đoạn âm, giọng tin, giọng kể chúng ta thông qua ha. Bây giờ đi vào từ vựng, ý nghĩa câu Phật ngôn 378 nói lên cái vấn đề gì? Khi mà chúng ta đọc được thì chúng ta phải biết ý nghĩa của những cái từ này. Sanh ta ca vô, sanh ta hoa chỗ. Câu đầu tiên chúng ta có hai từ, sanh ta ca vô là một và sanh ta hoa chỗ là hai. Vậy thì sanh ta ca vô, sanh ta ca vô, ở đây chúng ta tìm hiểu ý nghĩa của những từ này. Chữ sanh ta do căn ngữ sam, đây là một cái dạng quá khứ phân từ. Sanh ta tức là đã được an tịnh. Sanh ta là đã được an tịnh. Ca vô do cái từ ca giá. Ca giá là một danh từ nam tính, akaranta pumlinga. Ca giá có nghĩa là cái thân. Vậy thì sanh tất cả vô đã được an, thân đã được an tịnh. Ý nghĩa câu đầu, sanh tất cả vô, thân đã được an tịnh. Và ca vô nó đứng làm chủ từ ha. Và tham án e câu quá chân áo quý phát tí, ca giá biến thành ca vô. Rồi từ thứ hai, sanh tá hoa chô. Sanh tá cũng giống như ở trên, chữ hoa chô do cái từ hoa cha. Hoa cha là một danh từ nữ tính, akaranta ithilinga. Hoa cha có nghĩa là lời nói, nhưng mà chữ hoa cha nó đứng làm chủ từ số ít. Bạch tham á ngay câu quá chân áo quỷ phát tí, cho nên hoa cha biến thành hoa chô. Sanh tá hoa chô là lời nói đã được an tịnh. Lời nói đã được an tịnh. Thì Ngài Hòa Thượng dịch là thân tịnh, lời an tịnh ha. Rồi bây giờ chúng ta qua câu số 2. Sanh tá hoa su sam ma hi tô. Sanh tá hoa su sam ma hi tô. Chữ sanh tá hoa, sanh tá cộng vô quanh tú. Vô quanh tú ở đây chỉ sự sở hữu. Chỉ cho sự sở hữu. Đây là một cái vị ngữ ha. Nhưng mà sanh tá quanh tú ở đây nó đứng làm chủ từ. Chủ từ bạch tham án e câu quá chân áo vừa phát tí, cho nên chỉ sanh tá quanh tú nó biến thành sanh tá hoa. Sanh tá hoa là có sự an tịnh ở tâm, có sự an tịnh ở tâm. Rồi su sam ma hi tô. Su sam ma hi tô, chúng ta thấy tiếp đồng ngữ su ở phía trước có nghĩa là khéo léo, tốt đẹp. Rồi sam ma hi tô do cái từ sam ma hi tá. Sam ma hi tá, và cái chữ sam ma hi tá do cái căn ngữ tha, có nghĩa là đặt xuống, đặt xuống. Vậy thì Samahita khi mà nó đứng làm chủ từ thì nó biến thành Samahito ha. Samahito Samahito có nghĩa là đã được định tĩnh.
và có gì xú của khi chết xú samai hi tô là đã khéo định tĩnh, đã khéo định tĩnh, mà ngài hòa thượng Minh Châu dịch là khéo thiền tĩnh, à, khéo thiền tĩnh. Rồi bây giờ chúng ta qua câu số 3. Câu số 3. Quan ta lô ca mi sô phích khu. Quan ta lô ca mi sô phích khu. Chữ quan ta lô ca mi sô ha. Ở đây do ba từ ha. Quan ta là một, lô ca là hai. Amiso là ba. Yêu quan ta, đây là một cái dạng quá khứ phân từ đã được vứt bỏ. Quan ta đã được vứt bỏ. Rồi chữ lô cá, lô cá là thế gian hả? Amisa, 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 đây là một danh từ trung tính. Akrantanapum sakalinga amisa có nghĩa là vật chất, là tài sản, vật chất, tài sản. Và trong cái mùa an cư kết hạ, trong cái lễ dân yên thì có một cái sự tán sáng. Sapa misa kathina đà nằng chi nà ti, tức là tất cả những tài thí hay là những vật chất, những tài sản, à, sắp bà mi sa hả, can thi na đà năng chi na ti, à, tất cả những cái tài thí này mà hướng về cái lễ dân y đó là tối thượng, tức là trong cái sự bố thí đến cái lễ dân y là thù thắng nhất. Thì ở đây chữ a mi sa, a mi so, tức là vật chất, tài sản mà chúng ta gọi là vật thí. Ha. Rồi bây giờ quan tá lô ca mi sa hà lô, quan tá lô ca mi sô, đây là một nhóm từ nam tính, à, đứng làm chủ từ số ít, có ý nghĩa là vật chất của thế gian đã được vứt bỏ. Vật chất của thế gian đã được vứt bỏ. Vứt bỏ ở đây có nghĩa là, à, bố thí, xả bỏ. Rồi thí khu là vị tỳ kheo. Câu cuối cùng, Ubasanto Tivuchati, Ubasanto Tivuchati, câu cuối cùng, Ubasanto, chúng ta thấy tiếp lần ngữ Uba, à, có nghĩa là hướng về hay là trên, và Santo có nghĩa là bậc an tịnh, à, nó đứng làm chủ từ ha. À, sanh tá đứng làm chủ từ biến thành sanh tô và tham á e câu quay trên nam việt phật ti u ba sanh tô có nghĩa là bậc an tịnh tí như vậy, và phu trạch tí là được gọi vậy. Thì câu Phật ngôn 378 ha. 378 cho chúng ta một ý nghĩa. Vị tỳ khưu có thân an tịnh, có khẩu an tịnh, có sự an tịnh ở tâm, khéo định tĩnh, có vật chất thế gian đã được vứt bỏ, được gọi là bậc an tịnh. Vị tỳ kheo có thân an tịnh, có khẩu an tịnh, có sự an tịnh ở tâm, khéo định tĩnh, có vật chất, à, thế gian đã được vứt bỏ, được gọi là
bậc an tịnh. Và Ngài Hòa Thượng Giới Đức đã phổ thơ lục bát như thế này: những người thân khẩu tỉnh an, ý cũng an tịnh, khéo nhàn, khéo tu, bỏ xa thế sự mịt, thế sự bụi mù, là bậc tịch tịnh, xứng từ tỳ kheo. Những người thân khẩu tỉnh an, ý cũng an tịnh, khéo nhàn, khéo tu, bỏ xa mù, là bậc tịch tịnh, xứng từ tỳ kheo. Và Ngài Hòa Thượng Minh Châu với cái thể thơ Ngũ Ngôn: thân tịnh lời an tịnh, an tịnh khéo thiền tịnh, tỳ kheo bỏ thế vật, xứng danh bậc tịch tịnh. Thân tịnh lời an tịnh khéo thiền định, tỳ kheo bỏ thế vật, xứng danh bậc tịch tịnh. Rồi, như vậy thì ý nghĩa từ vựng có vị nào thắc mắc? Alo, có ai thắc mắc về từ vựng không? Nếu không có thắc mắc, chúng ta đọc lại một lần nữa rồi đi vào duyên sự ha. Câu Phật ngôn 378: san tất ca vô san tất hòa vô san tất hòa su sam ma hi to văn ta lô ca mi so phi cu ba san to tiêu vô cha ti san tất ca vô san tất hòa vô san tất hòa su sam ma hi to văn ta lô ca mi so phi cu ba san to tiêu vô cha ti. Như vậy thì trong cái dòng kinh chúng ta có hai cách đọc ha. Và trong cái dòng kệ một câu tám từ thì tương đối cũng dễ đọc. Alo, Sĩ Quan Thành hết nghe, quý vị còn nghe không? Sĩ Nhật Quỳnh nghe rõ ha. Ở Bình Định gần đây mà nghe không rõ, mà Sĩ Nhật Quỳnh ở xa lại nghe rõ ha. Rồi Sĩ Còn Mai nghe rõ. Sa tu. Như vậy thì dòng kinh Sĩ Quan Thanh nghe rõ chưa? Dòng kinh chúng ta có hai cách đọc, và cách đọc thứ hai thì tương đối nó dễ hơn, tức là đọc một lần hai câu ha. San tất ca vô san tá hòa chô san tá hòa su sắc ma hi tô. Đọc như vậy thì quý vị thấy dễ hơn ha. Chứ đọc liền một hơi, xin lỗi, hơi ngắn, và chúng ta mới học thì nên đọc lần hai câu đi, đọc liền một hơi nguy hiểm, dễ bị đứt giọng. Rồi trong giọng kệ thì đây tám từ, chúng ta chia làm hai thì cũng dễ đọc, nhưng mà cũng phải cố gắng đọc một lần hai câu ha, đừng có đọc từng câu một ha. Santakayo san ta wa chu san ta wa su sama hi to wan ta lo ka mi so ping ku u ba san to ti vu ya ti. Quý vị cứ chậm chậm ha. Như vậy thì cái giọng kệ tương đối nó dễ hơn giọng kinh. Chúng ta ngân nga, chúng ta ê a, nhưng mà có quan trọng hiểu được cái ý nghĩa: thân tịnh lời an tịnh, an tịnh khéo thiền tịnh, tỳ kheo bỏ thế vật, xứng danh bậc tịch tịnh. Tại sao có câu Phật ngôn này? Đây là câu Phật ngôn nói lên một cái vị trưởng lão tên là Santakaya. Santakaya, và cái tên của vị này đứng đầu trong câu Phật ngôn Santakayo ha. Khi mà Đức Phật ngự tại chùa Kỳ Viên thì Ngài đã đề cập đến vị tỳ kheo Santakaya. Vị tỳ kheo trưởng lão Santakaya không bao giờ có sự múa may tay chân hay là uốn éo thân hình.
Vị tỳ kheo này là người có một cái thân tướng rất là an tịnh, nhàn nhã. Tức là cái thân của vị này tuyệt vời, không có những múa may quay cuồng hoặc là thô tháo, cho nên gọi là là thân tịnh, sanh và ca giác thân tịnh. Trong thời quá khứ thì ngài là một vị sư tử vương, tức là vua của các của loài sư tử. Mà quý vị biết rằng cái chủng loại của sư tử là nó có một cái đặc tính đặc biệt, là khi mà ăn no rồi thì sư tử đi đến một cái hang bằng bạc, bằng vàng hay bằng ngọc gì đó, kiếm một cái hang, để rồi nó nằm ngủ trên một cái tảng đá bằng thạch tín đỏ hoặc là tảng đá hồng hoàng. Và khi mà nó nằm, nó ngủ trên những cái tảng đá đó thì suốt cả 7 ngày, một giấc ngủ 7 ngày. Đến ngày thứ 7 thức dậy quan sát nơi mình đang nằm, thấy cái bụi ở nơi mình đang nằm mà vung tung tóe lên do sự ve vẫy cái tay, ve vẫy đôi chân. Thì sư tử suy nghĩ, hành vi như vậy thật không xứng đáng với dòng dõi sư tử. Rồi nó lại nằm ngủ trở lại và nhịn đói thêm 7 ngày nữa. Khi mà thức dậy không thấy các bụi xung quanh tung tóe, thì khi đó sư tử nó mới suy nghĩ, cái hành vi như thế này mới xứng đáng là chủng loại của sư tử. Quý vị thấy tuyệt vời ha. Thế rồi sư tử máy động tay chân, vươn mình đi ra khỏi hang động, quan sát về các hướng, rống lên tiếng rống sư tử 3 lần và đi tìm mồi. Vì trưởng lão Santakaya đã từng sanh làm sư tử như vậy suốt một thời gian dài. Chính vì tiền thiên tật đó, cho nên cái tướng, cái thân hình của vị trưởng lão Santakaya này nó yên tĩnh, nó không có múa may quay cuồng. Chính cái hành động về thân của trưởng lão Santakaya mà các vị tỳ kheo này mới lấy làm ngạc nhiên, đem trình lên với Đức Phật. Đức Phật và Đức Thế Tôn, trưởng lão Santakaya này, chúng con chưa từng thấy vị nào như vị này. Ngay cả lúc đi, lúc đứng, lúc nằm, lúc ngồi cũng không hề có sự múa may về tay chân, ngài có những cái cử chỉ hành động thô tháo về thân. Thì Đức Phật nói rằng, này các chư tỳ kheo, lẽ thường thì vị tỳ kheo nên có các cái căn thanh tịnh, như là thân căn, giống như tỳ kheo Santakaya vậy. Mà cái thân căn ở đây có nghĩa là cái thân nhàn tịnh, do không có thân ác hạnh như là sát sanh, như là trộm cướp, như là tà hạnh cũng cấp dục. Và là người có khẩu nhàn tịnh, do không có khẩu ác hạnh như là nói dối, nói ác, nói đâm thọc, nói lời vô ích. Và là người có ý nhàn tịnh vì đã tránh xa những cái ý ác hạnh như là tham lam, sân hận, tà kiến. Và là người đã ăn trú vững chắc cả ba cái căn môn như thế, đã khéo tu tập thuần thục và là không vướng bận thế sự, do đã thoát ra khỏi danh lợi của thế gian bằng bốn đạo, bốn quả. Thì như vậy như là gọi là người tịch tịnh, do các phiền não tham lam, sân hận, si mê ở bên trong đã được đoạn trừ. Và câu Phật ngôn 378 này, khi mà Đức Phật thuyết lên, câu
Phật Bồn 378 ha. Chúng ta xin đưa lên lại. Sanh tất cả vô sanh tất hòa vô sanh tất hòa su sắp mai hít tổ quanh tá lô ca mi sô kích phụ vá sanh tổ tí vô chá ti. Thân tịnh lời an tịnh khéo thiền tịnh tỳ kheo bỏ thế vật xứng danh bậc tịnh tịnh. Khi mà câu Phật ngôn này chấm dứt thì vị trưởng lão sanh tất cả vô chứng đạt đạo quả a la hán. Và pháp câu Phật ngôn này cũng đem lại rất là nhiều lợi ích cho thính chúng. Trong duyên sự này chúng ta thấy đại đức tịnh thân thật xứng danh, tác phong đạo mạo bậc đàn anh, như sư tử mẹ sanh ngài vậy, tế hạnh oai nghi thảy trọn lành, tăng chúng khen ngài Phật tán dương, gọi tỳ kheo trẻ ráng ngoi gương, độc cư thanh nhã như thầy ấy, tịch tịnh lìa xa cõi thế thường. Alo, quý vị còn nghe không? Như vậy câu Phật ngôn này nói lên cho vấn đề gì? Thân tịnh. Nhưng mà không phải thân tịnh không, khẩu tịnh. Mà không phải khẩu tịnh là đủ, còn có ý tịnh. Như vậy ở đây thân khẩu ý của chúng ta đều an tịnh. Mà an tịnh trong cái gì? An tịnh trong thiền. Thiền là một đề mục của tâm, là một việc làm của tâm. Thì bất cứ trong cái việc làm nào về thân, về khẩu, về ý, thì chúng ta cũng nên để cái tâm của chúng ta vào đó. À, chúng ta để cái tâm của chúng ta vào đó để ghi nhận, à, để quan sát. Khi mà quan sát, khi mà ghi nhận như vậy thì những cái gì của các bụi thì trả về với các bụi. À, tức là những cái gì mà không phải là của ta thì hãy để cho nó xa lánh, đừng có chấp thủ. Cho nên bỏ thế vật amisa, tức là những cái gì của thế gian thì trả lại cho thế gian. Chúng ta chấp về nó, ôm nó vào lòng thì nó cũng bỏ ta mà ra đi thôi. Cho nên cái bậc mà tịch tịnh ở đây tức là người không có chấp thủ, à, không có chấp thủ. Trong cái thân tịnh không có cái tôi, trong cái khẩu tịnh không có cái chữ, cái lời nói của tôi, trong cái ý tịnh không có cái vấn đề ngã mạn, hơn thua hoặc là bằng. Thì như vậy với câu Phật ngôn này là một bài học để cho chúng ta thấy rằng khi một con sư tử mà nó ngủ để rồi khi thức dậy ha, ăn no ngủ một giấc ngủ của nó là 7 ngày. Khi mà nó ngủ như vậy, à, thức dậy nó nhìn xung quanh các bụi mịt mù, ha, hoặc là có những cái dấu vết mà coi như chứng tỏ rằng mình thất niệm trong khi mình ngủ, à, mớ này, ha, la hét này, ha, bị coi như là nóng nảy, ha, rồi giật mình, ha, rồi bị ma nhát, ha, vân vân. Thì tâm của chúng ta bất an và có những hành động để rồi bụi bay mù mịt hoặc là đồ đạc tung tóe. Đối với con sư tử khi mà nó thức dậy nó nhìn xung quanh đồ vật tung tóe, bụi bay mịt mù, thì rồi nó ghi nhận, à, mình đã thất niệm trong khi ngủ. À, nó nhìn những cảnh vật xung quanh ghi nhận để rồi nhắm mắt ngủ tiếp 7 ngày nữa. 7 ngày nữa khi mà thức dậy nhìn thấy cùng nguyên vẹn, à, xung quanh vẫn coi như sạch sẽ gọn gàng giống như trước khi mình nằm xuống,
thì nó lấy là hài lòng. Trong 7 ngày qua mình ngủ không có mớ này ha, không có thất niệm, không có vọng niệm mà giấc ngủ ngon lành. Cho nên khi thức dậy vươn vai nhìn xung quanh, bước ra khỏi cái hang rống lên 3 tiếng gọi là suy tư hống, rồi đi tìm mồi. Con người của chúng ta chỉ có một đêm, chỉ một giấc ngủ, nhưng mà biết bao nhiêu là mộng tưởng, biết bao nhiêu là cái thất niệm, cái vọng niệm nó khởi lên. Rồi chúng ta quậy, hét, la, rồi mớ, chúng ta có được như con sư tử vậy không? Hoặc là nhiều khi sợ quá, không dám nằm ngủ nữa, thức dậy chờ mặt trời đến cho nhanh, giống như Đức Vua Bimbisara khi nghe 4 tiếng Dusanaso thì không thể nào ngủ được nữa. Mà trong cho trời mau sáng, khi trời sáng, chưa sáng đã chịu quân sư đến hỏi tại sao, tại sao có nguy hiểm đến tính mạng của ta hay không, rồi thần chết khi nào tới, vân vân và vân vân. Nhưng mà nữ vương sư tử không, rất là hùng dũng, bởi vì chúa của Sơn Lâm mà. Cho nên sư tử có một cái hành động mà chúng ta thấy về thân, về khẩu, về ý luôn luôn trầm tĩnh, luôn luôn thiền tịnh, tức là dùng cái tâm của mình quan sát trước khi ngủ, và khi thức dậy cũng dùng cái tâm của mình để coi những đồ vật xung quanh còn nguyên hay là đã bị thất thoát. Mà thất thoát thì phải thực hành lại để 7 ngày sau được sự an tịnh. Thì đây là một bài học để cho chúng ta thấy rằng thất bại thì chúng ta phải vươn lên, vượt lên chính mình, chứ không phải thất bại là coi như đi xuống sình xuống lầy rồi cái bị dính sình lầy rồi lên chặt cái chân nó bỏ. Không phải, phải chùi rửa một cách sạch sẽ, chứ không phải là coi như khi mà vấp một cái lỗi lầm nhỏ thì chúng ta coi như dứt khoát với chỗ đó mà không biết sửa sai, cố chấp, đó là một sự thất bại. Alo, trường hợp này chúng ta thấy ở trong kinh quý vị có một cái sự chú tâm ha, về thân, về khẩu, về ý, cho nên sự tiến bộ của quý vị ở đây bỏ thế vật, có nghĩa là quý vị đã gạt bỏ tất cả khi đến với đạo tràng này, hướng tâm về pháp học với một câu Phật ngôn ngắn ngủi. Nhưng mà quý vị hướng tâm về đó để đạt được sự thành công, thì theo câu Phật ngôn này quý vị đã thực hành, quý vị đã thành công trong cái vấn đề gạt bỏ tất cả những tạp niệm, những vọng niệm, những cái thất niệm, để rồi quý vị hướng về sự học hỏi. Và với một cái sự nhất tâm như vậy, quý vị đã thành công khi mà quý vị áp dụng câu Phật ngôn này. Alo, chúng tôi thấy câu Phật ngôn này quý vị cũng đã thực hành rồi chứ không phải là chưa. Nhưng mà đối với Ngài Sanh Tất Ca Vô, Ngài, sự thực hành của Ngài khi mà nghe câu Phật ngôn này thì Ngài đã siêu xuất tam giới, gánh nặng đã đặt xuống. Nhưng mà chúng ta còn vướng bận, vướng bận gia đình, vướng bận vợ con, vướng bận chùa chiền, vướng bận công việc, cho nên chúng ta biết là biết vậy thôi, nhưng mà thoát ra khỏi nó là cả vấn đề. Cho nên sĩ Kim nói bỏ hết thì còn gì mà sống, trời ơi. Đây nói là bỏ thế vật, là những cái vật ở ngoài thân. Thì bây giờ bỏ hết làm sao sống?
thì trong cuộc sống của chúng ta phải nương nhau mà sống, nương nhau mà sống. Bỏ hết thì đi vô rừng, nhưng mà vô rừng là bây giờ cũng không an toàn, có thích hợp cho mình hay không. Thôi thì nói vậy, làm được thì tốt, mà làm không được á, thì chúng ta gọi là giác ngộ từ từ đi, về nước bàn từ từ. À, khi nào mà vị nào muốn đi nhanh á, thì bỏ hết mà đi. Còn vị nào mà muốn đi chậm chậm, về nước bàn một mình buồn quá, thôi nên chờ rủ người này rủ người kia đi cho có bạn. Nhưng mà rủ người này rủ người kia đi cho có bạn thì nên tu tập theo hạnh của Phật Độc Giác. Những vị Phật Độc Giác có những cái vị rất đồng hành với nhau, tức là có khi cả ngàn vị, mấy ngàn vị luôn ở chung với nhau trong cái núi Ganh Tháp Ma Na Oát. Thì nếu mà muốn tu ăn cơm có canh, tu hành có bạn, cùng giác ngộ với nhau, thì chúng ta tu theo hành Thinh Văn Giác, tu theo hành Độc Giác, để rồi khi giác ngộ đông vui nhưng mà không phát hào. Bởi vì cảnh giới của Niết Bàn không đầy không vơi, giống như biển cả, giống như biển cả. Biển có bao giờ nó đầy tràn, biển có khi nào mà nó vơi cạn. Cho nên cảnh giới Niết Bàn là một cái cảnh giới mà vô nhiều cũng được, vô ít cũng được, không sao hết á. Rồi, thôi bây giờ quý vị thảo luận về câu Phật ngôn này ha, còn 10 phút. Quý vị nói chuyện chừng 5 phút để trao dồi cái kiến thức, sự hiểu biết của mình về cái câu Phật ngôn 378. Thì chúng tôi thấy hôm nay Sư Tô Thị Phúng này, vị này đọc rất là tuyệt vời, trường âm, đoạn âm ha, đọc rất chuẩn. Thôi, mời Sư Phúng, tại sao thấy câu Phật ngôn này thích hợp hay sao mà đọc hay như vậy? Alo, Sư Phúng có chút máy không ạ? Sư Phúng có cảm tưởng như thế nào về câu Phật ngôn này mà hôm nay lại đọc hay như vậy? Phân tích lại chính xác luôn. Alo, Sư Phúng có chút máy không? Xin mời bàn tay Sư Phúng với câu Phật ngôn này. Sư Phúng có cảm tưởng như thế nào? Rồi, đầu mất tiêu rồi hả? Rồi, xin mời Sư Phúng về câu Phật ngôn này thì Sư Phúng có cảm tưởng thế nào mà lại đọc hay như vậy? Alo, xin mời bàn tay Sư Phúng. Bàn tay đã mất tiêu rồi, chát đêm không đưa tay được, thôi giật micro được, xin mời. Dạ, con xin kính lãnh lễ Sư Trí Đức ạ. Con xin kính lãnh lễ quý cô tu nữ và kính chào tất cả các anh chị ở trong room. Dạ, con không có biết nói gì Sư ơi. Thì thân tịnh, lời an tịnh, an tịnh khéo thiền tịnh, tùy theo bỏ thế vật, xứng danh bậc tịnh tịnh. Thì con nghĩ đây là cái lời của Phật dạy cho các vị tỳ kheo và cũng dạy cho tất cả Phật tử chúng ta, thì cố gắng tu tập làm sao cho thân, khẩu, ý của chúng ta lúc nào cũng thanh tịnh, và luôn luôn đưa cái tâm của chúng ta vào trong thân của chúng ta để chúng ta khảo, coi như là xét, coi xem những cái lời nói, những hành động, những cái suy nghĩ của mình có thanh tịnh chưa, có tốt chưa. Nếu chúng ta có làm bất kỳ một cái điều gì mà nó không tốt, ví dụ như ta khởi lên tâm tham, khởi lên tâm sân, thì ta biết ngay để ta điều chỉnh liền. Thì đó là chúng ta phải cố gắng tu tập thiền định để chúng ta thấy được cái, tất cả những cái gì mà trong cái thân của mình khởi lên để chúng ta tu tập sửa chữa. Thì con suy nghĩ và con cũng sẽ cố gắng học tập và thực hành những lời dạy của Phật mà qua sự truyền dạy của Sư để tỏ lòng tri ân Sư. Thì con cũng có cái phước là được Đam Ma đưa đẩy
để con đến được cái room này, thì theo suy nghĩ của con á, là để tri ân Đức Phật, tri ân Pháp và tri ân Tăng, thì con sẽ cố gắng học hỏi và thực hành. Cái điều quan trọng là làm sao thực hành được những cái lời dạy đó vì để tri ân cho tất cả Phật, Pháp và Tăng, và trước mắt hiện tiền là tri ân cái lời dạy của sư đã truyền dạy cho chúng con, thì con sẽ cố gắng thực hành những cái lời đó để đem đến sự an tịnh cho bản thân mình. Mà bản thân mình có an tịnh thì chúng ta sẽ đem sự an tịnh đó được cho những người xung quanh mình, đặc biệt là những người xung quanh chồng con của mình ở tại hiện tại, và tất cả những bạn bè gì mà mình đã tiếp xúc cũng như mình sẽ tiếp xúc, thì mình đem cái sự an tịnh, cái sự quan hỷ của mình để lan tỏa cho tất cả những người xung quanh. Dạ con xin hết, là con chỉ có bao nhiêu ý kiến thôi ạ. À, xà thủ sĩ tổ thị phúng, rất là tuyệt vời. Sĩ tâm phương một con xà thủ nguyên gia Nhật Hà chắp tay bái phục. Sĩ không mai sao ôm cái bình mà bình bát hả, ôm bình bát để mà ta chứa đựng những cái lời hay ý đẹp của sĩ phúng. À, xà thủ chúng ta nương nhau để mà sống và học hỏi. Khi mà chúng ta vẫn biết rằng nhân vô thập toàn ha, nhân vô thập toàn, thì chúng ta phải nương nhờ nơi ân đức của Tam Bảo, và chính bản thân của chúng ta tạo được sự an vui. Chính cái sự an vui đó sẽ lan tỏa cho những người xung quanh. Thì đây là cái tư tưởng mà sĩ Phúng đã trình bày rất là chính xác. Chúng ta phải lo cho chính mình, sai phải sửa, nhưng mà sự sửa sai chúng ta nương nhờ vào những bậc thiền hữu trí thức, đó là một điều cũng là thiết thực. Hôm nay coi như là trong câu Phật ngôn 378, đạo tràng có khen một vị, bây giờ không biết cái vị đó còn ở trong room này hay không, mà nói rằng ô siết này đọc theo cái giọng Pháp. Tại sao không nói giọng Tây mà giọng Pháp là giọng thế nào mà ai cũng khen, nói rằng siết này đọc theo cái giọng Pháp hay quá. Thì cái giọng Pháp hay là giọng Tây thì quý vị nhận định sao? Thôi thì bây giờ mời siết Hải ha, 2020. Alo, Siết Hải có chút máy không? Sao hôm nay đọc mà được bà con khen hay nè ha? Mời bàn tay của Siết Hải. Câu Phật ngôn 378, tại sao hôm nay đọc hay? Siết Hải có thể lý giải cho đạo tràng được biết là tôi đã đọc hay là tôi đọc theo với giọng Pháp chứ không phải giọng Tây. Alo, Siết Hải có chút máy không? Xin mời bàn tay. Có cảm tưởng như thế nào về câu Phật ngôn 378? Xin mời bàn tay Siết Hải. Alo, Siết Hải có chút máy mà được người ta khen thì phải có lý do chứ. Nhiều khi cố gắng đọc mà coi như đọc cũng chốc vớt thì người ta đâu có khen. Alo, Siết Hải có chút máy không ạ? Rồi, chắc quý vị thấy thời gian ít quá ha, còn có mấy phút nữa mà coi như lên nói thì không đủ diễn tả ý nghĩa của mình ha. Thôi thì bây giờ để nghe Sĩ Tâm Phương ha. Sĩ Tâm Phương có ý kiến, rồi chúng ta kết thúc buổi sinh hoạt ha. Mời Sĩ Tâm Phương. Alo, Sĩ Tâm Phương hôm nay tiến bộ. Phân tích đọc như vậy là rất là tiến bộ. Mời Sĩ Tâm Phương. Dạ Nam Mô Bất Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, dạ Nam Mô Sang Kha Giá. Con kính định lễ Ngài. Dạ con những cái lời mà con
con vừa xa thú và con tặng hoa cho Tô Thị Phụng ngài. Thì giống như là cái cũng như cái lời cũng giống như là con cũng đã có cái ý giống như vậy. Và thân tịnh tất nhiên là cái thân mình luôn luôn là ôn hòa, từ tốn, an tịnh. Cái lời nói an tịnh là nói thì như cũng phải là từ từ mình để mình nói, hoặc là mình phải tịnh tâm, không có nên nóng nảy. Dạ. Mà để cho mình được cái an tịnh và khéo thiền tịnh là tất nhiên là mình cũng phải luôn luôn là để được cho mọi người coi như là dung hòa, giống như là giống như ngài vừa nói vừa nãy là không có nên đưa những cái lời xấu của người khác mà ra phê bình, nhưng mà mình nếu mình muốn ôn hòa thì mình phải từ tốn và khéo léo trong cái vấn đề mà xây dựng, và cũng không nên nói qua nói lại để mất đi một cái sự đoàn kết. Thì nói năm na thì cũng giống như cái lời của Tô Thị Phụng nói đó. Mà con thì nói chung là con cái ý cái nghĩa của con thì nói không có lưu loát lắm, nên con cũng có vài lời thôi. Nhưng mà theo con thấy ở đây thì hồi nãy giờ là phụ nữ thì nói rất nhiều, mà con thấy có Nhật Hà thì mời Nhật Hà lên chia sẻ còn là bao nhiêu phút đó. Nhật Hà lên chia sẻ tí đi. Cô xin nhường mic lại cho Nhật Hà nghe. Con xin kính cảm ơn ngài đã quan tâm cho con chia sẻ được ít lời. Dạ, con xin nhường mic lại cho Nhật Hà. Dạ. Alo, 6:30 rồi. Cho nên huynh Giang Nhật Hà ha, chờ cái dịp sau đi. Ai tóm tắt câu Phật ngôn này, nói lên cái vấn đề thân khẩu ý của chúng ta phải an trú trong thập thiện nghiệp. Thân ba, khẩu bốn, ý ba. Thân ba có nghĩa là không sát sanh, không trộm cướp, không tà hạnh trong các dục, đó là thân tịnh. Khẩu có bốn, khẩu lời an tịnh á, không nói dối, không nói lời đâm thọc, không nói lời độc ác, không nói lời vô ích. Đó là lời nói của chúng ta an tịnh, cái khẩu của chúng ta an tịnh. Và ý an tịnh á, có nghĩa là không tham lam, không sân hận, không tà kiến. Thì như vậy chúng ta an trú trong thập thiện nghiệp. Như vậy là chúng ta đã gạt bỏ những cái lợi danh của thế sự, và chúng ta cảm thấy rằng thân tâm của chúng ta mới tịch tịnh, xa lìa được những phiền não. Sister Tâm Phương thì hơi rộng rãi hơn ha, nhưng mà ở đây nói lên thân khẩu ý của chúng ta phải an trú thân ba, khẩu bốn, vĩ ba. Đẩy của câu Phật ngôn này là như vậy ha. Bây giờ 6:32 thời gian cũng kết thúc rồi. Với câu Phật ngôn này chúng ta hãy quay lại với chính mình để có được sự an toàn. Xin chư thiên quan hỷ công đức chúng tôi làm để tự thành phúc quả rồi hộ trì chúng sanh. Những người tu giới hạnh bố thí và tham thiền, xin hoa lực vô biên, chư toàn giác, độc giác và thiên văn thính chúng, hộ trì đến tăng ni và thiện nam tín nữ, rùm Phật giáo Nam truyền được an lành, tịnh lạc. Ê tê na sa cha vá chê na sô thị vô khô tụ sa phá đà. Do lời chân thật này kính dâng quả phước lên chư tôn thiền đức tăng ni và đạo tràng pháp hội thiền hữu trí thức luôn được an lành trong ánh hào quang của chư Phật. Nam mô Bụt Thầy Giá. Xin mời chư Hồng Nhật kết thúc buổi sinh hoạt của đạo tràng ạ.